Xin chào các anh em, lại là mình Tipolog đây. Hôm nay mình sẽ tiếp tục hướng dẫn các anh em làm cái chuỗi nhiệm vụ lâu đài Mission phần yêu cầu này nha. Và trong cái video này thì mình sẽ làm cái nhiệm vụ thu thập giáp cốt văn. Cái nhiệm vụ này thì cái chức năng auto nó không hoạt động. Trước tiên là mình sẽ về nhận nhiệm vụ cái đã. Lucky. Cái bộ này khá là hời. Và cho anh em 10 cái thép lam, 10 cái sắt nam. Với cái nhiệm vụ này thì anh em phải bay sang cái map đâu rồi, thung lũng bi chion ở đấu này. Và anh em đến cái vị trí mà mình trò chuột chỗ này nhá. Đây là cái vị trí này. Cái map này nó rất là nát vì nó khá là đông người. Đợt này cái giá Draco nó lại lên cao nữa chứ, nên là rất nhiều người tranh thủ đi đào thép. Đánh 300 con này khá là lâu, chắc nó phải cỡ khoảng 80 phút trở ra. Xa đấy nhỉ. Có bọn nam này, không biết là có đánh nhau hay không. Xem được chỗ này này chưa. Đánh mấy trăm con này nâu lắm. Không có thằng nào cắm auto chay như chỗ này nhỉ. Thì mình ra cắm phụ với nó, đánh cho nó nhanh. Hai thằng nó đánh quái sẽ nhanh hơn. Đây. Mà nó chạy mẹ mất rồi. Ok, vậy là anh em biết cái chỗ làm nhiệm vụ rồi nha. Mình xin tạm dừng video tại đây. Hẹn gặp lại các anh em ở những cái chuỗi nhiệm vụ sau nhé.